Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi lại chào bán cho quý anh chị em và các bạn hai cái mẫu xe thuộc dòng xe Toyota Fortuner. Đây chính là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu số tự động sản xuất năm 2019 màu nâu. Hiện tại thì chúng tôi đang có rất nhiều những cái mẫu xe Toyota Fortuner. Tuy nhiên thì chúng tôi nhặt ra hai cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu 2019 để có thể đưa đến tay quý anh chị em và các bạn. Việc đầu tiên là mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu số tự động sản xuất năm 2019 màu nâu các bạn nhé, màu nâu rất là đẹp các bạn ạ. Các bạn nhìn này, toàn bộ lốp thì đương nhiên là vẫn còn nguyên bản, xe đi được rất ít các bạn nhé, lốp còn nguyên bản theo xe hết các bạn ạ. Sản xuất năm 2019 được đánh giá là gần như là như mới, quý anh chị các bạn thân mến, gần như là như mới các bạn nhé. Động cơ thì đương nhiên giờ tôi không cần phải quay, đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2021 các bạn nhé, đăng kiểm còn đến tháng 4 năm 2021. Giá thì đương nhiên rồi, còn rất là rẻ, tiết kiệm cỡ khoảng đôi trăm triệu so với việc các bạn mua hoặc trang bị cho mình một cái mẫu xe mới. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, keo chỉ đây. Toàn bộ keo chỉ 4 cửa thì vẫn còn rất là nguyên bản đối với cái dòng xe Toyota Fortuner máy dầu số tự động sản xuất năm 2019 này các bạn nhé. Và khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì chắc chắn các bạn sẽ phải quan tâm đến rất nhiều yếu tố, xe bị tai nạn hay không, có bị ngấm nước hay chưa, có bị tháo cổ máy hay không, và đặc biệt hơn nữa là giấy tờ an ninh an toàn có đảm bảo cho quý anh chị em và các bạn hay không. Thì điều đấy là điều vô cùng quan trọng để quý anh chị các bạn nên quan tâm hoặc là sở hữu cái mẫu xe này. Đây, rất đẹp các bạn nhé, Toyota Fortuner máy dầu một cầu số tự động sản xuất năm 2019. Xe này thì nếu như anh chị em nào mà mua cái mẫu xe này bây giờ có giá đăng ký nào cũng đắt đắt đấy, bởi vì nó cỡ khoảng đâu đó loanh quanh phải tỷ 250 đúng không ạ các bạn, tỷ 250 đến tỷ 3 nếu mà lắp thêm những phụ kiện mà. Tuy nhiên thì xe này thì các bạn có thể thấy đây, chúng tôi đang xe còn rất là mới, đi được 1 vạn các bạn nhé, 1 vạn. Chúng tôi chào bán xe này là 1 tỷ 068 triệu, 068 triệu. Rồi, chúng ta sẽ đến với một cái mẫu xe thứ hai. Ngày thì có rất nhiều tôi ra Fortuner các bạn nhé. Chúng ta đến với một cái mẫu xe thứ hai, đó chính là cái mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu một cầu số sàn sản xuất năm 2019 màu đen các bạn nhé. Màu này là màu đen, con kia là màu nâu, còn con này là màu đen số sàn. Con này có một điểm rất hay, đó là xe nhập khẩu các bạn ạ, xe nhập khẩu, nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Xe nhập khẩu nguyên chiếc thì giá nó cũng sẽ cao hơn so với lại cái xe lắp ráp trong nước một chút. Tuy nhiên thì cái xe nhập khẩu thì chất lượng của nó thì đẳng cấp hơn rất là nhiều lần. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây, cơ bản nó rất đẹp các bạn ạ. Toyota Fortuner máy dầu số sàn, máy dầu số sàn nhập khẩu nguyên chiếc các bạn nhé. Rất hiếm, bây giờ hiện tại các bạn mua xe mới thì không được nhập khẩu đâu, chỉ có xe lắp ráp trong nước thôi, còn đây là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Cái mẫu xe này thì đang chào bán với giá là 908 triệu. Giá thì vẫn có thể thương lượng được nếu anh chị em nào đến trực tiếp tại showroom hoặc gọi điện số điện thoại 0939063333. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Anh chị em thân mến, thì nếu như anh chị em nào đăng ký kênh cũng như subscribe kênh, chúng tôi sẽ dành tặng cho anh chị em đó một cái phiếu giảm giá từ 10 đến 15 triệu đồng ngay trong tài khoản của kính chị các bạn. Xin được trân trọng cảm ơn. Hiện tại thì chúng tôi đang hỗ trợ trả góp và lên đến 7 đến 80% với lãi suất là 0,64% một tháng. Như vậy quý anh chị các bạn chỉ cần chuẩn bị đâu đó khoảng 280 triệu là có thể sở hữu ngay cái mẫu xe này rồi. Xin được chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và hẹn gặp lại quý anh chị tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.